bộ sưu tập ứng dụng cuối cùng của John Paul Gaultier trình diễn ở Paris, đến từ Paris. Nhạc thiết kế nổi tiếng John Paul Gaultier quyết định ngừng thiết kế dòng Ready to Wear để tập trung cho dòng Horticulture và việc kinh doanh nước hoa. Cuối tuần qua, thì John Paul Gaultier trình làng bộ sưu tập dòng ứng dụng cuối cùng của mình tại nhà hát Le Grand Rex, Pháp Quốc trong tuần lễ thời trang Paris. Những người dân của kinh đô ánh sáng tấp nập đến xem thời khắc đáng nhớ này. Buổi trình diễn đã được biến thành một cuộc thi sắc đẹp với chủ đề Miss John Paul Gaultier, được chia thành từng nhóm riêng nhằm đánh dấu các tác phẩm thời trang nổi tiếng nhất của nhà thiết kế, càng về cuối càng đậm chất nổi loạn. Nổi bật trong đó là các thiết kế sọc dọc lừng danh một thời của nhà mốt, từ sọc trắng đen kinh điển cho đến sọc nhiều màu phá cách. Áo corset và chất bất đối xứng kết hợp giữa vest và váy cũng xuất hiện đều đặn trong suốt buổi trình diễn. Chương trình hôm thứ Bảy vừa qua còn có kết hợp một màn múa thoát y của nữ diễn viên người Tây Ban Nha Rosy de Palma và một vài người mẫu còn nhập vai của những người nổi tiếng khi mặc trang phục và trang điểm theo phong cách của họ như Grace Coddington, giám đốc sáng tạo tạp chí Vogue cho đến phóng viên thời trang Susie Mankies. Bên cạnh đó thì trang phục Demin rách đính đá của Miss Bóng Đá, trang phục và mặt nạ hầm hố mang phong cách Mexico của Miss Đấu Vật không phải bản sắc của John Paul Gaultier nhưng vẫn gây ấn tượng mạnh. Cuối cùng thì một trận mưa hoa giấy rơi xuống và nhà thiết kế bước ra chào khán giả.